Cứ bước vào mùa nắng nóng, hàng chục hộ dân ở khu dân cư Mỏ Đá Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa lại phải đối mặt với nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Người dân phải mua nước với giá 100.000 đồng một mét khối, thậm chí là múc nước mương để sử dụng. Vì phải mua nước với giá cao nên người dân chỉ sử dụng nước bể chứa cho việc nấu ăn, tắm, còn giặt quần áo thì dùng nước mương. Nước rửa rau, rửa chén thì tận dụng lại để dội nhà vệ sinh. Tiết kiệm đến mức tối đa, nhưng vào mùa nắng, các gia đình cũng phải tốn từ vài trăm đến gần 1 triệu đồng để mua nước mỗi tháng. Nước xe bồn bán cũng chỉ là nước giếng lấy từ các hộ trong xã. Mà nước hiện tại, hai nhà máy nước lên tới cầu Mương Lồi. Đó. Mà không kéo lên trên này, thì giờ nước trên này rất khan hiếm. Thế giờ mới không giếng để dùng, mà không giếng thì rất sâu, khoảng 80 thước. Mà bơm chưa được một huy, mà hiện giờ nước thì cũng hơi nhiễm phèn. Theo lãnh đạo xã Diên Sơn, khu vực Mỏ Đá Hòn Ngang hiện có 37 hộ sinh sống. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra khá lâu. Trên địa bàn xã có 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhưng địa hình khu vực này cao nên truyền tải nước yếu, khó đưa nước lên đến nhà dân.